nắng mà quay nó không rõ. Xác lên mạng mạng mỏi làm quá bỏ ra em đá. Mồi hết đánh được bạn ơi, đánh dánh về đâu đánh dính nữa. Mổ nào dám đá nữa. Quá trời hàng, mỗi trống đá, mỗi máy quá trời mà. Sắp sát không dám đá. Mồi là cái ghê quá. Mé trong nhà người ta luôn nha các bạn. Con này làm ghê quá, móc mồi đó nó dính vô. Wow, con mồi chém cánh cũng dữ lắm các bạn. Trời làm gì trời.
này. Mồi nó bu nó cắn thêm bệnh luôn bạn. Tại kèo nãy còn đánh lâu quá trời lâu luôn mà nó con kia nó không đá. Đi là đá liền các bạn. Mới quay đích đi là đá dính luôn. À, hút mặt chúa nè anh em thấy không? Kêu sốt không? Tới dữ ôi bồi nó căng quá bỏ thôi em đá. Đó là vòng khu vực của mình không các bạn. Bây giờ bữa có nghỉ nhiều nhiều còn đi lên mấy khu rừng rồi đánh chứ nó đã chứ đánh gì không phê đánh chạy mệt quá mà có mỏi không dám đá. Ngày này nó tới dữ rồi các bạn. Thôi mình kết thúc clip đây luôn nha.